Và đây là bạn Nhung, hay còn gọi là Yuna. Chính là cô bạn mà lúc nãy mình vừa nói trong clip về việc là sẽ đi cà phê để ngồi học cùng. Thì hãy, bây giờ hãy cùng mình vào quán cà phê tại Hàn Quốc và xem cách order tại đây như thế nào nhé. Ủa, đã giới thiệu rồi. Đầu tiên thì chúng mình sẽ phải tìm chỗ ngồi trước. Bé ơi, ngồi luôn ở đây không? Ngồi đây đi. Xong lát kéo cái này lên là được. May quá, đã tìm được chỗ ngồi rất hợp lý. Bây giờ thì đi order thôi. Yuna, do you wanna say something? Ở Hàn Quốc cà phê thì rất là nhạt. Bạn ấy nói là Hàn Quốc cà phê rất nhạt. Nhưng mà thôi cũng được. Tại vì phải có nhiều mà nặng, chắc là lúc đó chưa tại chung chung. Đợi xíu. Đây là quán cà phê The Coffee Bean. Ủa, quán này ở Việt Nam mình cũng có mà đúng không? Có, ở Hồ Tây ấy. Ở Hà Nội thì ở Hồ Tây, Sài Gòn thì nhiều hơn hay sao? Chị muốn Ice Americano. Nhưng mà ở Hàn, Ice Americano sẽ không được phát âm như thế mà sẽ đọc là Ice Americano. Em muốn gì? Chị nghĩ em phải order. Nè, green balance 하나 주세요. Nè. Ice American 너무 주세요. 잘 나오네. 사이즈는 small size. 감사합니다. Xong rồi, thế là chúng mình vừa order xong một ly cà phê Americano và một chai nước trái cây. Chai nước detox. Tại vì đây là quán cà phê ở gần trường học nên là các bạn sinh viên vào đây ngồi học rất nhiều. Đây là chuyện bình thường ở Hàn Quốc thôi. Sẽ không bị đuổi hay mắng chửi gì hết. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Bây giờ thì mình phải tập trung học đây. Và đây là ly cà phê đen đá hả? Detox. Trị giá gần 90.000 tiền Việt. Nhưng mà toàn đá là đá. 90.000 đấy. Còn cái này là cũng gần 90.000 luôn. Ờ đó, 90.000. Phải biết nước của gì? Em cũng 90.000. Mà toàn đá là đá không hả? Nhỏ xíu xíu. 90.000 đi. 90.000 cái này ấy. 90.000 thì phải 50.000 tiền đá. Người ta xinh gái quá à? Xinh gái mà tâm hồn tiêu cực quá. Nhưng đúng là cái gì trong này? Lọc sọc toàn đá. Hôm sau chị em mình có thể đi quán cà phê tử tế hơn nữa không? Đi quán cà phê nào đó thấy mọi người yêu Hàn Quốc hơn nữa. Có nhiều quán cà phê rất là thích, kiểu như là đồ uống thì rẻ, mỗi tội ồn thì lại không học được. Quán cà phê xinh thì lại đắt, cũng không học được thì xinh quá phải ngồi chụp ảnh. Tự sướng. Nói tạm biệt các bạn đi. Chúng mình học bài đây, tạm biệt.